Piranha là tên của một họ cá mà chưa bao giờ được yêu mến cả. Chỉ cần nhìn vào bộ phim Piranha đình đám năm 1978, bộ phim nói về một đàn cá Piranha trốn thoát khỏi một cuộc thử nghiệm quân sự sai lầm và chúng ăn thịt những người bơi trong hồ đó mà không ai hay biết gì cả. Hoặc với phiên bản được làm lại năm 2010, hình ảnh chú cá Piranha thời tiền sử nuốt chửng con người với công nghệ phim 3D. Sau đó, hoặc là hiện tại, Hollywood chắc chắn đã không dành bất kỳ ưu ái nào cho loài cá Piranha này nữa, vì vẫn chưa có bộ phim tiếp theo. Nhưng những con cá nước ngọt này có phải là những con quái vật dưới sông đầy hung ác như cách mà người ta xây dựng nên hình ảnh của nó không? Không phải như thế đâu nhé. Cá piranha thật sự có hàm răng sắc nhọn và có nhiều loài là cá ăn thịt. Nhưng cũng có nhiều khác biệt về chế độ ăn uống giữa các loài của chúng nữa. Đây là lý do khiến chúng ta khó có thể phân loại đối với cá piranha.